lương thấp hơn nhưng hạnh phúc, bí quyết sống thoải mái của người Việt qua góc nhìn Trung Quốc. Kính chào các bạn khán giả của kênh Việt Nam Đại Đoàn Kết. Mới đây trên mạng xã hội Douyin, một netizen Trung Quốc có đăng tải video có tiêu đề Việt Nam là một quốc gia đặc biệt mâu thuẫn giữa đồng lương và cuộc sống của họ. Cùng kênh hóng xem phản ứng đầy tính chủ quan của netizen Trung Quốc, nói gì về Việt Nam nhé. Hãy like nếu bạn thấy nội dung này có ích, đăng ký ủng hộ kênh nhé. Họ không có lương nhiều hơn 3.000 ở đây. Nhưng Việt Nam là quốc gia có chỉ số hạnh phúc tương đối cao. Đây là hiện thực trần trụi, nhìn người khác sống mới nhận ra họ đang song với con người thật của mình. Vâng, lương họ chỉ với 3.000 tệ. Nếu họ được trả 3.000 nhân dân tệ, thì họ không phải làm thêm giờ. Mức lương cũng gần như chúng ta rồi. Mức lương trung bình nghĩa là gì? Mức lương tối thiểu có nghĩa là gì? Ôi, tôi không nên nói chuyện với những người nghèo như thế này, những người vẫn đang đấu tranh vì mức lương 3.000. Tôi nghĩ mức lương ở Việt Nam gần giống như ở Trung Quốc. Ở miền Bắc, nơi giá cả cao và thu nhập thấp, họ không muốn làm thêm giờ. Họ rất năng động trong giờ ăn trưa và sau khi tan sở vào buổi chiều. Tôi thấy áp lực của Trung Quốc đến từ nam giới nhiều hơn nữ giới. Đây có phải là nguyên nhân gốc rễ không? Tuy mâu thuẫn nhưng có chút buồn cười, bọn họ thoải mái. Nhưng cuộc sống chậm rãi ở Việt Nam khá tốt. Ở Việt Nam lương hơn 3.000, mỗi ngày phải làm 12 tiếng. Việc tự mình xây nhà không hề rẻ. Mức tiêu thụ cũng không thấp. Tôi mới ra khỏi siêu thị, giá ở đó cao hơn nhiều so với ở chúng ta. Mức tiêu thụ không thấp, trà sữa và nước trái cây cũng có giá khoảng 10 tệ. Còn trái cây địa phương chỉ có giá 1,5 đến 2 tệ, nhưng điều quan trọng là chúng không ngon. Những quả cam đó rất tốt để làm nước ép. Lương chúng tôi thậm chí không có 3.000 ở đó. Mức trung bình ở đây là 3.000 cho mức lương cao. Có rất nhiều người làm việc trong nhà máy với mức lương trên 2.000. Ở Việt Nam, 2.000 nhân dân tệ mỗi tháng cho một gia đình 4 người là đủ. Bạn đã nghĩ quá nhiều. Tôi đã đến đó năm tôi 18 tuổi và đồ ăn không hề rẻ nha. Giá thực phẩm đắt hơn ở Trung Quốc một chút nên tôi chỉ có thể ăn ít hơn. 2.000 tệ của bạn lớn đến mức nào? Vấn đề là mỗi tháng em chỉ có ngần ấy thôi anh ạ. Ở Việt Nam, ban ngày đi làm, ban đêm đi ca hát, uống bia, cà phê. Đây là cuộc sống bình thường của mọi gia đình ở Việt Nam. Đây là cuộc sống của họ. Họ muốn kiếm nhiều tiền, nhưng kiếm tiền khó quá, họ không có lựa chọn nào khác, nếu rảnh rỗi thì họ có thể làm gì? Cần thế chấp sao? 200 triệu đồng có thể mua được căn nhà 150 mét đất. Tôi thậm chí còn nói đùa với tài xế rằng, nếu có tiền tôi sẽ mua một mảnh đất để xây nhà và đi nghỉ dưỡng. Mức lương trung bình ở Trung Quốc là khoảng 2.000 thôi. Sẽ không thấp đến thế phải không? Tôi thấy tất cả người Trung Quốc trên Internet đều giàu có. Mức lương trung bình là 1.920 tệ. Nếu không tin, bạn hãy đến Đông Quan mà xem. Ở quận nhỏ của chúng tôi, nhiều người kiếm được hơn 2.000 tệ một tháng. Khi nói về giới trẻ, mức lương trung bình của giới trẻ Trung Quốc có phải là 2.000? Chỉ có thể nói giá trị các bạn tạo ra chỉ có giá trị bấy nhiêu thôi. Tôi kiếm được 2.500 mỗi tháng, không tiền tiết kiệm, không nhà, không bạn trai. Sau khi sang Trung Quốc, tôi cũng cảm thấy Việt Nam chính là tình yêu đích thực của mình. Tôi rất tiếc khi lấy chồng ở xa. Ở Việt Nam, đàn ông thông minh, vui vẻ, phụ nữ biết lo việc nhà. Chỉ cần đi tìm ai đó và gửi tiền về cho gia đình bố mẹ bạn mỗi tháng. Ở đó, người nghèo thì rất nghèo, người giàu thì rất giàu. Nhiều người ở Trung Quốc khó có thể có nhiều hơn 3.000 tệ trên tháng. Còn tôi thấy hầu hết mọi người ở Việt Nam vẫn không nhận được 3.000 nhân dân tệ. Tôi không biết blogger này muốn bày tỏ điều gì. Bạn đi xem ngay nhé. Sang phía thành phố Hồ Chí Minh. 3.000 tệ là mức lương của người bình thường đối với hầu hết mọi người ở Việt Nam. Không có thế chấp hoặc vay mua ô tô. Nếu bạn có bảo hiểm y tế, bạn có thể trả ít hơn để đến bệnh viện. Việc bạn tặng quà cưới tùy thuộc vào tình trạng của người đàn ông và dù sao thì bạn cũng không nhất thiết phải cần một chiếc ô tô. Vậy mức lương trung bình ở Trung Quốc có cao hơn 3.000 tệ không? Tổng số người có mức lương trên 5.000 ở Trung Quốc lớn hơn tổng dân số của Việt Nam. Nếu Việt Nam không làm thêm giờ thì sẽ không bằng Thâm Quyến. Việt Nam nhìn chung không làm việc ngoài giờ vào ban đêm. Tương tự như Thâm Quyến, họ có công đoàn và đã tăng lương gấp nhiều lần. GDP của Thâm Quyến cao hơn nhiều so với Hồng Kông nhưng lương chỉ bằng 1/4 họ. Chúng tôi, những nhân viên văn phòng ở tỉnh Hồ Bắc, sẽ không kiếm được hơn 3.000 đồng lương hàng tháng trong 70% thời gian nếu chúng tôi làm việc 8 giờ. Thực tế, 16 năm trước, giá nhà ở rất rẻ. Mọi người cũng vui vẻ. 100 nhân dân tệ dùng để ăn đồ xào và uống bia trên đường mà vẫn còn dư tiền. Một phép so sánh nhỏ, bạn có 5.000 tệ, anh ấy có 3.000 tệ, và bạn phải trả 2.000 như một khoản thế chấp. Ngôi nhà của anh ấy là tự xây và không cần thế chấp.
mức lương ở Việt Nam thực sự không thấp. Với một ngày làm việc 8 tiếng và 5 ngày trên tuần, bạn vẫn có thể kiếm được 3.000 nhân dân tệ. Chi phí sinh hoạt cơ bản thấp nên họ ít căng thẳng hơn. Tôi đang ở Việt Nam. Lương của người lao động bình thường thực sự rất thấp và mức tiêu dùng của họ cũng không hề thấp. Năm ngoái chúng tôi đang làm việc ở một công trường ở đó. Gần đó có Formosa. Tất cả đều lương như thế này. Thật sao, làm 5 ngày, 8 tiếng ở Đông Quản chỉ có 2.000 tệ trên tháng. Ai nói với bạn rằng ngay cả khi họ làm việc 5 ngày 8 giờ, 99% trong số họ phải làm thêm giờ và có một ngày nghỉ thôi. Tôi đã ở đó năm ngoái và đó là cách họ làm việc, 5 ngày 8 giờ. Bây giờ chi phí sinh hoạt hơn 2.000 tệ một tháng của chúng ta đã là vấn đề lớn rồi, huống chi việc lấy vợ, tôi chỉ có thể nghĩ đến mà thôi. Lương có quá thấp không? Đối với những công nhân bình thường khác làm việc trong nhà máy, mức lương là 3-4.000. Chỉ cần có kỹ năng, bạn có thể nhận được hơn 10.000 hoặc 20.000 tệ. Mức lương trung bình ở Việt Nam rất thấp. Mức lương trung bình là 2-3.000 tệ một tháng. Đó là người công nhân. Làm trong nhà máy có vô số người lương 3-4.000 tệ. Hiện tại đã có rất nhiều nhà máy ở đó. Một chút công nghệ có lương 10.000 nhân dân tệ một tháng. Không có gì là tuyệt đối. Một số công nhân trong nhà máy của chúng tôi đã nghỉ việc vì họ không thể làm thêm giờ. Ai không muốn kiếm tiền? Có lẽ họ không thể kiếm được tiền. Mức lương không ảnh hưởng đến hạnh phúc, chính quan điểm của bạn mới quyết định hạnh phúc. Ở đó thực sự là một cuộc sống không căng thẳng, hầu hết họ đều nghỉ làm vào những ngày nghỉ, được trả lương hàng tháng để đi chơi. Tôi là người Việt Nam và cách nhìn của các bạn quá phiến diện. Giống như tôi ở Quảng Tây, lương không cao, tôi thích ăn tối, trò chuyện và uống rượu với các bạn. Tôi đã đến đây 2 lần, hiện tại tôi vẫn ở đây, lương 3.000 tệ, mức tiêu hao cao nhưng tôi không thấy có áp lực gì. Bạn có thể đi làm nếu muốn, không muốn đi thì không đi. Không phải ai cũng giống nhau. Nếu so sánh như thế này, tôi tin rằng nhiều người ở Trung Quốc kiếm được ít hơn một nửa lương của tôi. Ở Việt Nam, bạn cũng có thể bàn bạc công việc khi ngồi trong quán cà phê uống rượu. Một xã hội tốt là một xã hội mà mọi người sống thoải mái, hạnh phúc và không căng thẳng. Sau mấy chục năm sống, kết quả của nỗ lực là bệnh tật toàn thân. Ở Việt Nam không có nhiều người thích uống cà phê, vì tôi chỉ đến quán cà phê để ngắm thôi. Tôi có thể sống thoải mái với 20.000 nhân dân tệ một tháng so với 3.000 nhân dân tệ của họ. Thanh niên trong nước có nhà, có ô tô dù căng thẳng nhưng áp lực sẽ trở thành động lực. Tức là ở đó tỷ lệ thanh niên sở hữu ô tô và sống trong các tòa nhà có thể nhỏ hơn nhiều so với ở Trung Quốc. Tôi không biết tại sao, dù lương của họ thấp nhưng tôi chỉ thích sống ở một nơi như thế. Nếu nhà cao tầng có thể chứng minh tất cả, thì chúng ta cũng là một nước siêu phát triển. Hỏi họ xem họ có giấy chứng nhận bất động sản ở nhà không? Trong thế kỷ tới Việt Nam sẽ trở thành nước phát triển. Mức lương họ không thấp. Một số lượng lớn các nhà máy, công ty chuyển đến đó cho Việt Nam, khiến người Việt trở nên giàu có. Những ngôi nhà ở vùng nông thôn miền Bắc Việt Nam rất sang trọng. Vô nghĩa, giá ở Việt Nam cao hơn giá ở các thành phố hạng nhất ở Trung Quốc. Giá trị tiền tệ càng lớn thì giá càng cao. Không có sự cạnh tranh, chỉ có cạnh tranh mới có thể dẫn đến sự tiến bộ. Một đất nước như thế này không có tương lai. Làm hay nghỉ cũng có lương hơn 3.000, sao phải vất vả thế? Lương tùy vào việc bạn làm nghề gì. Các bạn không biết thì đừng nói bậy. Họ sống trong những ngôi nhà gỗ trên đường đất nên không gặp áp lực. Họ tìm một người Trung Quốc để kết hôn và có thu nhập cao nên đừng ngây thơ. Không biết thì đừng nói bừa nha các bạn. Từ các bình luận trên, có thể đưa ra một số kết luận về quan điểm của netizen Trung Quốc đối với cuộc sống và mức lương ở Việt Nam. Nhiều netizen nhận thấy mức lương ở Việt Nam không cao, thường dưới 3.000 tệ trên tháng, nhưng họ ngạc nhiên khi thấy người Việt vẫn sống thoải mái và hạnh phúc. Một số ý kiến cho rằng mức tiêu thụ ở Việt Nam cao, nhưng người Việt có lối sống giản dị và không bị áp lực quá nhiều như ở Trung Quốc. Một số người so sánh mức lương ở Việt Nam và Trung Quốc chỉ ra rằng mức lương trung bình ở cả hai nước không chênh lệch nhiều, đặc biệt ở các vùng không phát triển tại Trung Quốc. Một số bình luận đề cập rằng giá cả ở Việt Nam cao hơn Trung Quốc, khiến cuộc sống ở Việt Nam không rẻ như họ tưởng. Người Việt được khen là sống chậm rãi, không quá căng thẳng và tận hưởng cuộc sống nhiều hơn. Lối sống này tạo cảm giác không áp lực mà nhiều netizen ngưỡng mộ. Một số ý kiến cho rằng người Việt ít cạnh tranh hơn, nhưng điều này khiến họ thiếu động lực để phát triển mạnh mẽ hơn. Một số netizen bày tỏ lạc quan về sự phát triển của Việt Nam, cho rằng với việc nhiều nhà máy và công ty quốc tế đầu tư, Việt Nam có tiềm năng trở thành quốc gia phát triển trong tương lai. Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng Việt Nam cần cạnh tranh và áp dụng nhiều cải tiến hơn để duy trì đà phát triển.
Một số netizen tỏ ra ngưỡng mộ cuộc sống ít áp lực của người Việt, nhưng cũng không khỏi nghi ngờ về khả năng phát triển kinh tế lâu dài, nếu không có sự thay đổi mạnh mẽ về cơ cấu xã hội và lối sống. Tóm lại, quan điểm của netizen Trung Quốc về Việt Nam là pha trộn giữa sự tò mò, ngưỡng mộ về lối sống thoải mái và hạnh phúc, cùng những đánh giá thực tế về kinh tế, mức tiêu thụ và tương lai phát triển của Việt Nam.